Đây là người hầu đang thay đồ cho vua này. Trời ơi, cô chuẩn bị ăn tá. Lâu 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 vua một bữa. Ba con gọi vé rồi. Chúa là gì? Bèo, bước xuống trời đất ao cái thằng mày hiến thì cái thằng nó đi xong cho tướng nó tao liệt cưa xuống bụng. Ba con tướng nhịn mạc biết không phải làm gì. Vừa ốm như nghiêm ngoài. Con đại hồi nhỏ. Ai à, dưới này không biết. Con vô bảo đại. Quá đẹp. Vua mà lên cung điện kia đó hết điện pháp. Chết chết con. Chết quá. Xỉu không á. Ngồi đó, ngồi đó mình tập cây. Thang, 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 thang. Thang, 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 thang. Nhà chắc con xuống vua. Vua cầu cầu. Đi luôn. Cầu cầu này giống bằng quan chứ. Đi luôn. Giống mấy anh Hồng Quang luôn. Kêu chị Xu vô chụp luôn. Mẹ mặc bộ này kêu Xu vô chụp. Con mặc bộ đi, con mặc bộ là chụp cái nào kia đi. Thôi con chụp mẹ thôi. Người con nhỏ lắm, ngày xưa con đã mặc rồi. Nó giống như kiểu là đi xuồng vậy á. Màu vàng á, màu kia kìa. Vô. Mẹ không? Đi mà không? Có mẹ quá. Có camera kìa, nó phạt nhân viên tội anh. Ôi, ừ, đưa tay thay cho Vin một cái đồ nhỏ thì Vin mặc giống hoàng người. Thôi, được lên đi đó. Thôi, cho họ phạt nhân viên tội. Giờ kính thưa các thần dân, hôm nay ta vi hành xuống trần gian để thăm mọi người. Mọi người hãy nhớ đón tiếp ta nồng hậu nghe chưa? Bày thư nhiều nhiều, hối lộ nhiều nhiều. Đây, hôm nay hai cha con vi hành xuống trần gian thăm bà con cô bác chuẩn bị bị thư nhiều vô. Bao nhiêu chị? 50. Ai bảo luôn chắc là đấy là bao nhiêu? Chị. Wow, nó đau vậy? Sao tắt tay bù xù vậy má? Dán lên. Đi ba với mẹ vô luôn. Đẹp thế nha. Con hứa đẹp thế. Hả mẹ ôm ba bé nhỏ. Ba như bà ngoại gì nói. Chạy với mẹ chạy là được á. Đây, hôm nay vợ chồng của ta đi xuống trần gian vi hành. Mấy người chuẩn bị bì thư nhiều nhiều. Đây, mẫu hậu. Đây là mẫu hậu. Có quạt ăn hay là đi không? Mẫu hậu bận đồ dữ thiệt. Mẫu hậu, đúng là mẫu hậu. Rồi mở hậu lên, Tina xuống để chụp hình riêng cho mở hậu đó. Tina lui ra ngoài. Tina. Tina xích quanh kia luôn. Tina. Làm vua thì 50.000 nha. Dễ lắm. Hồi xưa làm vua cực kỳ khó chứ giờ dễ lắm. Làm vua 50.000 à. Xuống lấy bì thư 50.000 quỳ dấu. Đi chẳng hết vua rồi mới đi chẳng hạn không á, không thay á, không thay cơ đang làm thiền mà thôi đi theo vô bảo đại đây hết vua rồi hết vua rồi.
vui vui cả ngày á. Được á. Cái nón rồi. Bị lọc máu rồi. Không có. Hãy vô rồi.